xin chào mọi người, đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Quay trở lại với channel của mình. Mình chính là Hiha đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video Minecraft mới của mình. Nhưng mà trước khi bắt đầu vào video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút share và đừng quên kéo xuống phần đăng ký và đăng ký để ủng hộ cho mình làm thêm những video thú vị mới nữa nha các bạn. Thì các bạn dạo gần đây rất là thích theo cái dạng là tổng thống Husky Wuggy đúng không? Nhưng mà cái gia tộc Husky Wuggy đó đang có những cái bí mật nhiều thứ khác nhau đó các bạn à, cũng như là nhiều thể loại những dị biến khác nhau nữa. Nên các bạn muốn mình làm tiếp thì các bạn nhớ là comment ở bên dưới nha. Ok, nhưng mà hiện tại bây giờ rất là nhiều biến thể mới, nhưng mà mình vấn đề là không biết những cái biến thể đó hiện giờ nằm ở đâu trong cái thế giới sinh tố này các bạn à. Trời ơi, bây giờ vấn đề là nhiều con biến thể thật là thú vị mới nữa mà mình không biết. Không biết lạng hôm nay có bữa giờ là Morgi Nessie đang làm tổng thống các bạn ơi. Tại vì anh Toasty Biggie á, hôm bữa đánh nhau xong rồi kéo cả làng đi chơi rồi xong làng không có ai canh, bây giờ mình phải nhờ Morgi Nessie để canh cái làng này các bạn. Ủa, mà ổng đâu mất tiêu rồi ta. Để mình đi qua hỏi chị Nami thử coi làng giết rồi dánh tanh như cái chùa bà đánh gì trời. Đâu rồi? Đâu rồi? Ra ngoài nè. Ủa chị Nabi, sáng giờ thấy tụi nó hay là Morgi Nessie không? Em nhớ là nhờ ổng làm tổng thống cái làng này không à? Không, nó mất tiêu hết rồi, sáng giờ đi siêu thị cũng không thấy ai vắng tanh với cái chùa bà đanh. Trời ơi, bây giờ đứa nào đứa đó ai cũng là fan của Toasty Biggie vậy các bạn ơi. Bây giờ gì đâu mà kéo băng kéo phe đi đánh lộn gì từ lưa hết á. Bây giờ mình phải Yummy cũng đi theo Toasty Biggie làm phó tổng trưởng mất tiêu luôn rồi các bạn. Trời ơi, cái làng đi đâu thiệt luôn hả chị Nabi? Không thấy luôn. Trời ơi, cuối cùng gặp được mày. Mày làm tổng thống cái gì mà sao tụi nó làm giang hồ để giang tùm lum hết vậy? Trời ơi, cốc lồng tiền tụi em nữa anh. Trời ơi, do lần trước ta có mời Toasty Biggie làm tổng thống, nhưng mà ổng là giang hồ, sao mà ổng mời cả đám vô băng của ổng luôn rồi. Bây giờ trời ơi, hiện gì đó giờ gì cũng bậm trợn hết, tụi nào cũng muốn đánh nhau. Trời ơi, tụi nào cũng muốn chạy vậy luôn á. Bởi vậy cái làng bây giờ tao không thấy ai. Trời ơi, tụi nó không có nghe. Ê, tụi mày lạm dụng Toasty Biggie để đi ăn hiếp người dân đúng không? Sao có ăn hiếp vậy? Tôi tìm tụi tao không có ăn hiếp. Tụi tao chính là giang hồ ở đây, ok? Bây giờ á, bây giờ thằng nào á dám động tới tao, hay là anh em của tao, hay là đại ca của tao, tao đập chết tụi bay luôn đó. Kêu đại ca tới luôn. Thấy cái miệng thấy chưa? Giả bộ bỏ. Mấy thằng mất dạy tụi bay nè, dở mấy thằng này. Thôi 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 thôi. Tổng thống ở đây tụi mày giỡn mặt hả mày? Tổng thống gì đây? Đại ca của ta là xử mày luôn nha mày. Đúng rồi. Tổng thống đen hồ. Được, để tao đi nói chuyện tổng thống mày. Thôi, nói thử. Thôi, mày để tao đây mày. Thôi, tự thử đi, tao đi đây. Trời ơi, tội nghiệp tụi nó quá, mấy thằng này giết rồi. Nó lạm dụng quá các bạn ơi. Trời ơi, biết ông nội Toasty Biggie bây giờ ông ở đâu nữa đây nè. Vấn đề đó chứ. Đây rồi. Trời ơi, chuyện là vậy đó. Trời ơi. Hello. Chào bạn cũ. What's up, Konnichiwa. Konnichiwa. Trời ơi, bây giờ bà đi theo Toasty Biggie luôn rồi hả? Ừ đúng rồi, hôm nay tôi còn phải đi đánh cái văn bên kia để chiếm lên địa bàn cho đại ca nữa. Địa bàn. Đúng rồi. Mà thôi nè. Toasty Biggie, tôi nói nè, trời ơi mấy cái hàng trong làng tôi bây giờ ông mời nó vô làm băng của tôi bây giờ, nó của ông bây giờ lạm dụng cái làng rồi, nó ăn hiếp, nó bóc lột, ăn cắp, ăn trộm, tao lừa hết á. Mấy cái thằng đó hả? Trời ơi, tao cũng hết nói nổi rồi, tao bó tay mấy thằng đệ đó thôi. Thôi tôi không mấy giờ. Bây giờ tao kích nó ra khỏi cái nhóm này, tao trả lại cho ông luôn á. Tao không cần nó phá vô nó làm ô uế cái băng đảng xịn sò của Toasty Biggie tao quá. Ông Yummy kìa, kích luôn Yummy đi. Á lại luôn. Thôi, này có vẻ là được á, nó đi bữa giờ là thu tiền bảo kê là ok, chứ không như mấy thằng kia. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ có cái khu chợ bên kia đang cần thu tiền bảo kê, thôi đi đâu cô bác. Ok, tạm biệt nha, tôi đi thu tiền bảo kê đây.
trời ơi, cái gì vậy trời? Bây giờ kích tôi nói ra không xử tôi nữa. Alo, trời ơi. Cái gì? Được rồi, tao với đại ca tới ngay. Đi rồi, tao sờ móng tay nó nhanh lên. Sờ móng tay hoài vậy. Thôi được rồi, mình phải đi tìm người khác giúp mới được. Trời ơi, hai cái người này không có làm ăn gì được hết á. Đi rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đi tìm Na Uy Bubby mới được. Tới rồi, trời ơi. Mỗi lần qua tới cái nhà của bà nội này, cái gì đâu mà hoa lá hẹ từ lưa hết á các bạn à. Có ai nhà hôm đâu ta? À, người đây à. Cái gì vậy? Chờ hoài không thấy. Ủa? Cái gì vậy chị Na Uy Bubby? Hello em, đi đâu vậy? Em đi tìm... Người tôi chờ thì không thấy tới người nào á. Nhờ người chị chờ đừng nói là Mocky Nessie nha. Chứ còn gì nữa. Trời ơi là trời. Em cũng đang đi tìm nè. Ổng đâu rồi, ổng đó ông nhận làm tổng thống trong cái làng của em để điều trị mấy thằng kia. Mà mấy thằng đó nó quậy sáng giờ ổng đâu mất tiêu rồi. Ổng đi mua mấy miếng đất cho chị rồi để chị xây biệt thự mới. Nhưng mà ổng không có cho chị đi theo. Chị đợi từ sáng giờ nè. Cái gì vậy trời? Đang cần tìm ổng mà ổng đi đâu vậy? Trời ơi, bây giờ không có người nào làm trong làng nè. Bây giờ cái làng của em nó quậy xì bằng hết luôn rồi. Gặp ông nội Toshi Biggie. Chị biết Toshi Biggie không? Toshi Biggie thấy không? Nghe nó quen quen nha. Đúng rồi, người yêu mới của chị cái Simissi đó. Con bồ cũ của bồ chị đã có người yêu mới hả? Đúng rồi, ngầu lắm, ngầu lắm. Được, vậy thì chị tới chị nhìn cái thằng nó thử coi nó gì. Trời ơi, ổng đi đánh đi kiếm địa bàn gì rồi, giang hồ á. Biết không chị? Ủa, biết nó không? Là giang hồ hả? Nó là giang hồ hả? Ủa chị không biết hả? Không, chị đâu có biết gì nhiều về trai khác đâu. Trong lòng chị chỉ có mất gì đi. Vậy đúng là một lòng chung thủy mà các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ là không có ai giúp em làm tổng thống hay là chị giúp đi được không chị? Na Uy Bubby làm chị tổng thống đi. Thôi chị đang ở nhà chờ chồng chị về làm sao trời mà được. Ơi. Ôi. Bây giờ cái làng nó quậy nó banh chành không có ai giúp hết nè. Chị có cái này. Chị có một đứa em nữa. Chị có một đứa em nữa. Đứa em? Đúng. Em chưa có thấy bao giờ mà. Cho nên là chị sẽ cho qua em. Chắc em tới gặp đứa em này. Nó rất gọi là sao ta? Yeah yeah. Chắc kỳ đào. Hip hop nhưng mà đai. Trời, đứa em của chị hip hop nè và đai hả? Trời, nghe gì hấp dẫn vậy ta? Đúng. Trời, vậy là em của chị là con trai đó. Tại vì những người con trai mới hip hop nè và đai nhiều. Gì vậy? Em gái. Em gái luôn. Ừ. Em gái mà chơi hip hop hả? Đúng vậy, tụi nó gọi là chất lười ô. Yeah. Ôi. Yeah. Vậy đó. Nghe có vẻ tò mò dữ vậy trời. Chị ơi, hay là mình lên đường mình đi liền. Luôn được không? Đi liền, lâu chị cũng chưa gặp nó nữa. Ok. Để chồng chị về thì sao? Chắc chưa về đâu, chị linh cảm được, tâm linh tương thông. Ok, từ đó đúng là tình yêu bất diệt ha. Hip hop chứ, mày hay chữ hip hop đem mà đai không? Có nghĩa là không bao giờ đai, là bất tử. Cái gì mà căng vậy? Chơi hip hop mà bất tử luôn. Lên chơi hip hop lộn chục vòng trên trời không chết, ghê chưa? Ghê vậy trời. Trời ơi, cái nhà máy này hả chị? Đúng vậy, đi vô theo chị. Ui, sao có mấy cái nút nhạc ở đây vậy ta? Thì nó lại gọi là âm nhạc hip hop rồi, gì đâu, để coi Huggy Wuggy và hip hop thì nó ra như nào đây. Hình như đây cũng là một biến thể mới á các bạn. Để coi thử coi. Trời ơi, nhà máy màu xanh nữa. Ủa, em nhớ màu xanh em... là của Huggy Wuggy mà nhỉ? Thì vậy, không, Huggy Wuggy là bình thường. Là xanh đậm hả? Ở màu xanh này xanh nhạt. Ừ, để coi vô coi thử đi. Em ruột của chị luôn hả hay sao? Đúng rồi. Ê, thằng kia mày làm gì vậy? Chào mày quay. Đúng đúng rồi. Ê, xuống đây. Em muốn cột. Ê, mày. Gãy trò rồi. Tụi bay không nhớ chị hả? Ủa? Lâu ngày quá ta. À, lâu rồi mới gặp à. Ủa? Trời. Ủa? Chạy ta tù lên kia kia. Ủa? Nhớ cái con gấu trắng này là bên Toshi Biggie mà ta. Hôm nay ngày nghỉ mà. Trời, cũng có mấy đứa mới vô kia nó làm việc rồi, ta đi nghỉ chơi. Nhớ rồi các bạn. Con gấu trắng đó chính là bên Toshi Biggie đó các bạn. Anh đều nó qua đây nó chơi. Ủa? Em đang đi đâu? What's up bro? Ok bro. Vô qua đây cộng tay bro. Vô chơi lên. Cộng tay cộng tay. Yeah. Ủa mấy bro bên đây làm gì vậy? Tụi tôi đang hip hop. Yeah. Hip hop. Ủa? Hip hop cộng đáp.
Đồ, đọc rap luôn đó, hả? Đọc cho bạn nghe về chuyện về Huggy Wuggy. Yeah. Yeah. Tiếp lên, tiếp lên nha. Bật cái mic lên. Đâu, 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 chơi thử coi. Yeah. Rồi, ok, xin tay hả? Ok, có một con gấu panda. Panda đâu? Đây nè, có gấu trắng không mày? Gấu trắng mày? Ngươi không mày? Xin lỗi, quá mặt. Còn cái nào rap được không? Bạn màu xanh này rap thử coi. Rap đây. Ok, vô. Huggy A. Personal Maker G. Nói gì vậy? Flash flow. Rồi rồi, cái gì vậy? Rồi, còn bạn gì? Còn cái bạn nào nãy bạn đang đọc được hả? Bạn hình như đạn... Cái gì, con gì vậy? Bro. Nói gì mà càng cua vậy đó. Let me introduce you. Wow. Tiếng Anh luôn hả? Battle. Bro, biết lâu vậy không? Yeah, big no. Yeah, we know it, boy. Ok bro, can you hát lại được không? Ok, let's get it. 3, 2, 1. Tao đi một bên còn lại bên kia được đua. Tao dân một vơ, dân tổ như mà mua. Anh em dân tên một kinh như cả mua. Tôi tự chấm cả, nhưng không tao từ ai. Sao nhận bên cho anh lại đi mua được like. Chỉ là tao láo, tao láo tôi nghiên cứu. Tao chẳng làm gì, tự nhiên nhạc tao chịu view. Oh my god. Ôi còn con nha. Bạn nếu mà lên bài rồi, tôi cũng phải làm một bài thôi. Rồi anh Dịch. Làm gì, làm gì? Sad boy. Tao sẽ rap một bài về nhạc buồn. Okay. Nhạc buồn lớp gặp nhau. Nhạc lớp lên. Ok. Check it out. Rap gì? Tao có một thằng bạn thân khá là bản lĩnh, lúc nằm ở miệng. Rap lớp mà. Sao lớp bạn không phải là lớp mình? Này lớp chúng mình rồi. Ok, tao làm một bài rap lớp thiệt nè anh em. Vô. Bập bầu trời trên đôi mi em không còn trong veo những ngày trời gió. Nhắm mắt ngạp bên lòng thành thị nghe tiếng cười như nhịp thở phố. Tôi qua bên ơi, tôi chân lạc loài. Tôi qua lại rồi. Lại ơi. Ông biết rồi, tôi xin lỗi nè. Trời ơi, cái này vui vậy các em. Nhưng mà thôi, vô gặp cái người kia đi. Gặp em của bà đi. Đúng rồi, em gái gì đâu mấy đứa. Bên trong á. Ở bên trong á chị ơi. Ở đó bro, bye bye bro. Xí gia rồi đi vô tôi tìm không, tôi tìm chị của em của Naomi Bubby à. Không mày nhớ cầm bay mà là ok. Gặp lại nha. Bro. Ok, gặp lại. Không mày để em bro. Có gì cầm bay làm một vài cái vơ nha. Cũng tay. Ok bro. Hands on the air. Ok, đi vô chị Naomi Bubby ơi. Rồi mấy này nhức đầu. Ủa, đồ trong này có mấy cái hình nhìn chất ấy. Xịn liền, nhìn tới cái liền. Graffiti đâu. Vô đây. Wow, cái chỗ này là của... Ủa mà em chị tên gì? Hồi nãy giờ không biết luôn á. Nó tên là Hippo Hoppy. Hippo Hoppy? Đúng rồi. Tên gì nghe cu te trời. Trời ơi, lát nữa nhìn nó đi, nó vô nó chắc gì đâu, vô cái họng nè, nó không có cu te đâu. Wow, nghe cái tên hình như cũng nó có giống như cái chữ hip hop á các bạn. Đâu? Vô sàn DJ này, yeah. Hay ai đâu chị? Đâu, có ai nhà không? Có ai nhà không? Mấy ai vậy? Hippo Hoppy gì đâu? Kêu ta. Ui. Có ai nhà không? Hippo. Trời ơi. Đâu ạ? À nó này, nghe tiếng rồi. Nghe tiếng mà không thấy hình vậy? Yo, hello chị Naomi Bubby. Qua đây hôm nay kiếm em có gì không? Yo. Trời ơi, chị có chớp kêu cho mày nè. Có chớp cho em nè. Có chớp gì trời ơi. Ủa con gái luôn này. Yeah. Ủa tặng mày lại. Giới thiệu chị. À đây, bây giờ chị xin giới thiệu nha. Đây là bạn chị có tên là Hi Ha. Còn bên đây là em gái của chị. Wow. Có tên là... Giới thiệu đi em. Em tên gì em nói luôn đi. Ok, xin chào bro. Hôm nay thì tôi thay mặt bà chị tôi thì tôi xin tự giới thiệu tôi chính là Hippo Hoppy. Hello Hippo Hoppy. Trời ơi. Bro, hôm nay đến đây cùng tôi để hip hop à? Hay sao, muốn lộng mèo hay là sao? Không, chị Naomi Bubby giới thiệu đi, chị Naomi Bubby. Wow,
đây á là cái bạn này á được gọi là tổng thống của cái làng sinh tố, em hiểu không? Ê, tổng thống là sao chị? Là có nghĩa là người cầm quyền nguyên cái làng á, muốn làm gì cũng được á. Wow, vậy có biết chơi hip hop không? Không biết chơi hip hop hả? Biết chơi hip hop, không biết chơi hip hop. Tổng thống có thời gian đâu chơi hip hop trời. Tổng thống này không biết chơi hip hop em ơi. Nhưng mà nói nghe nè, bây giờ á mọi chuyện nó sẽ thay đổi bằng cách là bây giờ em có muốn làm tổng thống không? Là đúng, cái rồi, đúng, rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, làm tổng thống của làng sinh tố. Tại vì biết sao không? Hiện tại á, cái chỗ làng của tôi đang cần một sự giúp đỡ của một tổng thống. Mà cái người yêu của bà nội Naui Puppy à, đi mua đồ gì đó rồi. Làm tổng thống của làng sinh tố thì có được chơi hip hop không? Chẳng hạn như là ai người ta hay gọi em là Hippo Hoppy. Bây giờ có được chơi hip hop không? Thì nói thẳng một câu đi bà chị Naui Puppy. Đó, 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 đó. Muốn làm gì làm. Ok, muốn em làm tổng thống thì phải bây giờ phải mạnh dạn nhẹ nhàng như mấy thằng đàn em của em. Chẳng hạn như là rap một bài rap nào đó cho em nghe hợp lý thì em làm ngay. Trời ơi, còn rap cho nghe nữa hả? Sao em biết rap? Không biết rap, không biết rap. Bây giờ em muốn chiêu mộ chùm hip hop là em phải rap. Trời ơi, em không biết rap thì làm sao mà em rap được. Chẳng hạn như em biết không? Nè, Hippo Hoppy đã AK Hippo Hoppy. Gang 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 gang. Hoppy gang gang gang. Ok. Ok. Ok 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 ok. Trời ơi, cái gì đây trong đây nhìn nó sôi động quá các bạn ơi. Quất đại đi em, quất lên đây nè. Ủa nhưng mà ủa nhưng mà hai người có phải là chị em vậy sao? Bà chị hiền khô còn bà em thì nhoi nhoi vậy. Trời ơi, bà xích đẹp bắt phải bà giờ ăn đi học thì tối ngày đợi bà ăn kiếp trượt gan thì tay lên te xuống xa làm được cái gì. Bây giờ thì có người yêu giàu rồi, còn tôi thì cô đơn. Cô đơn vậy đó là mấy tôi chỉ thích hip hop. Hồi đó đi học á là nó bảo kê chị đó em. Trời ơi, cái gì căng vậy, bảo kê cả Naui Puppy luôn hả? Đúng rồi, hồi đó chị hiện khô à. Có nó là nó giữ nè, em thấy không, nó vô nó cứ dè 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 hip hop. Ôi, cái dáng trượt mà sao của chị là chị chơi luôn hả chị? Hippo Bop Hoppy. Trời ơi, cái tên trời là ơi, đương nhiên rồi, Hippo Hoppy mà. Trời ơi, chị chơi ít, chơi các thể loại, chơi luôn cả rap nữa em. Em biết Việt Nam bị ghê không? Trời, ghen ghen đây. Cái gì rồi nè, chiến dữ rồi trời. Ôi, hay là, ôi, chị, ở trong đây sao chật quá ta. Hay là chị ra ngoài chị chơi thử dài đường hip hop dáng trượt thử ơi. Trời ơi, ok, mấy cái đó thì đơn giản như là đen dở. Ok, đi, 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 đi thôi. Đi, 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 đi coi thử các bạn ơi. Vô, vô. Đi ra, đi ra, đi ra. Trời ơi, what's up? Hello, what's up, what's up, what's up? Ok, với thằng mấy thằng hip hop gang của chị hôm nay như thế nào rồi? Ăn uống đầy đủ chưa? Rồi, so hype. Chị làm freestyle một câu cho tụi em nghe, tụi em bắt chước đi. Học hỏi. Em muốn học hỏi câu gì, muốn chị nói gì cái gì, nhanh nào. Đây, chị freestyle vậy em, mấy freestyle vậy con dịch đi, quạt quạt quạt. Thôi, mày xấu quá, nhìn mày ai muốn freestyle nữa. Đây, luôn nè. Cái gì? Freestyle về con cua đi. Bọn mày mệt quá. Yêu tao rap bài nào tao cũng muốn rap gang gang. Nghĩ sao mà rap mấy bài vậy, tụi mày cũng rap xin nào cả. Chị rap một bài chị thích đây chị. Đúng rồi, anh rap thử để coi trời. Hippo Hoppy gì đẳng cấp như thế nào chứ. Ok, được rồi, thì chị sẽ rap cho mấy đứa nghe, ok? Dạ, ok. Giờ chị xin nhẹ cho biết đi, thằng Ocelot. Ok, let's drop the beat. Yo, đem cái loa qua, đem cái radio qua. Ok. Yo. Đông tôi luôn căng vậy. Yo. Bây giờ chị xin rap một đoạn nhẹ cho mấy đứa nghe nè. Yo. Mỗi lần phiêu lưu là mỗi lần chinh tăng. Một câu chuyện buồn là thay bọn xăm. Và xảy lý do gang bởi biết là mình căng. Tại của ta hay là sao phải mua bên Italy. Mọi buồn đau cho qua mau làm nước mắt vào cái mẹ nó đi. Ôi. Rồi, thằng Ocelot kìa. Mày biết bài Alabama chị hay nghe không? Ờ dạ em biết nè, em rành em hát. Hai đều đúng tôi luôn hả? Ok chơi luôn. Một cái beat lên đi thằng Ocelot gang. Đã bật beat chưa? Yo, mày là Alabama. Ta cũng kêu vô trong điểm member. Mày cái tôi chết được em nghe. Nhưng điều đó em muốn
thay mà chung quan tài sống lại vậy con dơ bài. Có chuyện đúng vậy thưa ngài, đời con nó chưa dài, hai cọc đang cầm trong một tu ra bài nóng giờ ở trong này đưa tiền qua ngày. Đúng vậy thưa ngài, trong một tu ra ngoài lạy Chúa vậy. Ơi, hay là ơi, quên nữa, chị ra đây để chơi thử skateboard mà. Trời ơi, dán trượt, dán trượt. Trượt nó chơi, trượt nó chơi. Rồi. Đồ. Căng ơi, căng ơi. Né đường, né đường. Rồi sao nữa? Đồ. Nè nè nè, tụi bay ra chấp đường. Còn chiêu khác không? Chiêu khác không? Dạ 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 dạ, để chị cho đi hoàng coi. Mấy nhóc nhỏ này. Ôi 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 ôi, sao nữa? Gì đây, gì đây, gì đây, gì đâu vậy? Gì đây, gì đây? Ôi ôi ôi. Lây quá. Căng vậy? Gì cháy hoài vậy? Bây giờ để chị cho coi. Đâu, tiếp đi chị, tiếp đi chị. Tiếp, đợi xíu để chị làm tiếp nè. Biểu diễn giống cái hồi nãy đi. Phải vô đúng chỗ mới được. Làm cho cái quán trượt nó bay lên, chị bay lên theo được không chị? Đây, được chứ mày. Đâu, 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 đâu. Để chị lấy, để lấy, chị lấy, để chị lấy chân. Lấy chân, lấy chân. Wow. Ủa. Ôi trời. Ôi trời. Ôi tổng thống mà bị vui á, giỡn hoài. Vậy sao? Thấy gì được á? Bây giờ thấy như thế nào? Chị nào Wee Puppy là từng làm tổng thống rồi đó, giỡn hoài. Hỏi thử đi. Bình thường á, em thấy chị hiền vậy đúng không? Mà chị làm tổng thống xong chị, trời ơi, không đứa nào dám đụng chị luôn, chị làm gì cũng được đó. Trời ơi, bình thường ở đây là chẳng đứa nào dám đụng em từ thời đi học tới bây giờ rồi. Căng quá, căng quá, mang già vô đình luôn kìa. Chỉ là ở đây thôi, chứ nếu như em vô lại sinh tố là em sẽ quản một cái lũ khác. Cái lũ đó nó vô, nó gọi là sao ta? Mất nó dạy. Nó quậy lắm. Đúng rồi. Không sao, không sao. Vì nhờ chị đã tặng cho em đôi giày Jordan rất là đẹp này, làm cho em thích chơi gián trượt hơn. Nên là thôi, được rồi, em sẽ đi làm tổng thống thử để biết như thế nào. Ok. Ok, ok. Chị nào Wee Puppy, chị nào Wee Puppy. Bây giờ phải dẫn em của chị vô thay đồ tổng thống chứ. À, đồng chí Hippo, lên đồ, vô đây. Okay. Oh, đồng chí lên đồ. Đi lên đồ rồi, không biết Hippo mà thay đồ tổng thống thì như thế nào nha các bạn. Yeah. Yeah. Ra một bài. Yeah, let's go. Let's go. Let's go, gấp đi. Gấp đi. Gấp đi. Gấp đi. Mày lanh lắm. Mày lanh mà. Nói rồi. Đi. Út đi. Út đi. Đây. Thay đồ chưa? Đồ. Ngầu dữ rồi. Đồ. Mày đôi gia đình khác còn kệ các bạn. À đồ, đôi da màu đen. Ok. Trời ơi. Sao vậy? Chị sẽ gọi là để em gái chị cho em nhắc em gái chị về làng nha. Còn bây giờ chị đi về với chồng chị đây. Trời ơi. Mặc đồ này mà vậy là cách đồ hết cho trời ơi. Trời ơi, cách đồ. Ok, bye bye Star nha. Mấy thằng gang gang này nói cái gì đó. Trời ơi, chị mặc đồ đó bị đẹp nha mấy bro. Thôi thôi, đi chị ơi. Ok, bye bye, gang gang. Bye bye bro. See you again, see you. Bye bro. Vô làm mấy freestyle em ơi. Chơi rap freestyle kìa, bye bye. Bye bye nha. Ok, bro, bây giờ bro dẫn chị đi bro. Ok, chị ơi, về làng của em. Làng em đang rất là đẹp và ở đó có nhiều người nữa. Nhanh lên. Rồi, ok, đi luôn chị ơi. Các bạn thấy Hippo Hoppy như thế nào, quá xịn đúng không? Đó, được rồi. Bây giờ để về nhà coi thử coi bả làm tổng thống như thế nào nha anh em. Hướng này chị ơi. Đi. Hướng này.
Bay về thôi chị, bay về thôi. Trời ơi, bay mà vừa chơi chiến trường mà vừa bay luôn các bạn, đẳng cấp dữ trời. Đây 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 đây, cô. Trời ơi, chơi chiến trường luôn, đỉnh cao quá. Đi thôi nào, nhanh lên, nhanh lên. Chơ. Tụi bay đâu rồi, tụi bay đâu rồi? À, em thấy rồi, một chút em giới thiệu rồi chị thấy ra nha chị. Ok ok. Bro okay. Đi đi bro. Go. Ai rồi? Ở nhà quậy quá trời. Kim là tổng thống mới hả? Biết luôn, biết luôn. Tụi mày không có sợ đúng không? Bây giờ tao vừa tìm ra được một tổng thống mới. Người này sẽ xử đẹp tụi mày. Xử đẹp đi quá. Ừ, mày gãy sớm đi. Một chút là vấn đề là mày đừng có khóc nha Huy. Được rồi, mời vào Hippo Hoppy. Hippo Hoppy hả? Đúng rồi. Lạ vậy? Lạ chưa? Hippo Hoppy rất là hip hop nha. Đâu vậy? Đâu vậy? Dẫn chị ra đi một rô. Em đâu rồi? Chị đâu có biết cái làng này đi ở đâu? Đây 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 đây. Ôi. Vô. Gì vậy? Cái gì tổng tống gì mà mặc đồ hip hop bên đây và đây? Trời ơi, Hippo Hoppy là con gái nha, hip hop nha. Trời ơi, con gái nha. Mặc cái đồ gì nhìn trẻ trâu vậy? Tổng tống trẻ trâu vậy? Ôi, cầm giấy trượt đập luôn hả? Mày hổ báo hả mày, đập mày lũng đầu luôn á. Tôi xin tự giới thiệu, tôi chính là Hippo Hoppy. Aka Hoggy Woggy. Aka 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 gang gang gang. Ok. Nói gì ạ? Thì được rồi, chị xin tự giới thiệu, chị là một người rất là thích hip hop, chị thích lộng mèo, gieo gieo gieo. Hơi bị vip. Ok, và còn đó nữa thì chị muốn tụi mày bây giờ được thì phải làm cho chị một cái sàn để chờ ván trượt, tại vì chị rất là thích ván trượt. Ok. Dạ được. Làm tụi mày lên. Tụi mày không làm. Thằng nào cũng làm. Trời, mớ vô chưa gì bốc lộn sức lao động của người dân trong làng rồi chị. Làm nhanh lên cho chị. Chị muốn cái sàn đấu thì phải có hip hop và có những cái dàn lo xịn sò nhất nha. Dạ. Trời ơi. Bro, bãi là làng của Bro. Mấy thằng nhóc nó rất là quậy phá, nhưng mà chị thấy nó nghe lời mà. Trời ơi, thì thôi chị ơi, do có chị nó mới nghe lời thôi. Mà hiền hiền là nó không có nghe lời đâu. Ok. Ok em trai, thấy chị ghen không? Ghen. Chị ơi. Vô. Tới đây nè chị, em cho chị xem cái này nè chị. Đạp vô thử coi. Trời ơi, đạp vô cửa là cái nó mở cửa. Ôi. Đứng vô đây chị, đứng vô đây. Ê. Wow. Đúng rồi, đúng rồi. Thằng đó là cái thằng quậy nhất cái làng đó. Thôi không nhớ không, quậy nữa, quậy nữa, quậy nữa. Mày nhà quậy em chị ơi, chị đặt nhà của em là banh cái nhà của em là chết em. Ok, xin lỗi bro, lấy chị tặng cho cái ván trượt làm quà. Ok. Mày đừng có giỡn mặt mà chị, để kêu mấy đứa nhỏ lục da của mày ra làm cái ván trượt cho chị nghe chưa, thằng Quỳnh Núp kìa. Ôi, chị có rồi kìa, cho thử chị. Có rồi chị ơi. Đâu. Được rồi. Ok, chờ 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 chứ. Trời. Dở. Trời ơi, làm cái chứ. Trời được luôn. Ghê thiệt. Wow, sao biết. Đỉnh cao quá các bạn ơi, chơi ván trượt hơi bị đỉnh luôn. Ghê vậy. VIP
bếp bếp thấy chưa? Nhưng tổng mà thống này chơi chứ chưa không biết bếp nha. Nhỏ quá, không có đủ đi chị chơi. Cái sàn nhỏ hả? Trời sàn này mà nhỏ nữa. Nhỏ nữa trời, hết chị làm tụi em luôn rồi. Để chị diễn cho tụi bay coi một màn của chị nha, ok? Ok, ok. Ok, ok. Bật nhạc lên cho chị đây. Mỗi lần chị chơi dán trượt là chị phải có nhạc. Rồi, lên nhạc nè. Rồi, coi lên nhạc đi. Đâu liền vậy? Trời ơi, là trời. Ôi, ủi nha. Đâu, để coi coi. Wow, bay lên nóc nhà luôn. Bây giờ chị sẽ coi các em coi thế nào là dán trượt và hip hop nè. Vô, vô, vô. Đâu, 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 đâu. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Căng quá vậy. Phải liền. Dăm ba mấy cái này bình thường. Đó vậy. Ai cho làm được? Mày bị đánh tới hành con khỉ rồi. Ai cho sợ rồi. Cái đó ai cho làm được trời. Đây mình to ra. Được rồi. Cái thằng em ép nó ra. Chị lấy nó làm dán trượt luôn. Rồi. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Tả ra. Ui rồi. Rồi rồi rồi. Mày nói gì không? Tao lục mày luôn. Mày giờ giúp mình đâu quên. Giúp mình ra. Mình ra đừng có thấy chuyện này. Tôi sẽ với mày thì mày thử mày làm ngông được nha. Ok. Chị đây rồi. Ngông rồi. Đã ra đi mà. Chị lấy xuống. Ôi. Ôi ôi. Lấy ngồi làm dán trượt luôn rồi bạn ơi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, cái bé ơi toàn cát luôn rồi kìa. Trời ơi. Trời cái tàu. Trời ơi. Trời ơi. Mày chết hết. Mệt bữa giờ mày. Trời ơi, rách nát luôn rồi. Rách nát luôn rồi. Ôi, cái tỉ nhài vậy. Billy Mac ơi. Có mùi mới mà. Lại là hắn à. Trời ơi, cái mùi mới. Đây mấy chị kìa, hip hop, hip hop. Chị tập đúng rồi. Hello, bro, là bro nào hôm nay tới đây để chơi hip hop cùng với tôi đúng không, bro? Không phải đâu. Không mà chơi với người đâu. À, muốn xé xác bọn kia ra hơn. Biểu đi mấy chị là một kẻ xấu đó. Trời ơi, đúng rồi. Hip hop hôm bây giờ. Tổng thống mà. Đây sai rồi, bro. Ta sai làm nhất là đưa cho ngươi làm tổng thống đó, tin không? Sai làm. Sao là sao là sao? Hi ta phòng là sao? Bro nó nói cái gì không mình đó đây. Cái thằng đó lần trước nó lợi dụng làm tổng thống. Xong nó giết hết những người trong làng luôn chứ. Mày vô cái mày. Bro, trước khi tao chết tao viên năm mươi gai thì tao mong mày phải dừng tay lại nghe chưa thằng kia. Tao với mày cùng chung. Ok, tao nói cho mày nghe mình bro. Tao cũng là hất ghi gút ghi giống như mày thôi. Nhưng mà tên của tao chính là Hippo Hobby, ok? Bro, không quan tâm người chẳng là cái gì á. Trời ơi, yếu chịu thương bọn kia thôi vậy. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Nó lộn rồi, nó lộn rồi. Mọi người né né vô đây, mọi người né né vô, mọi người chạy qua đây đi. Mày ngon bây giờ vô đây, mày muốn gì? Ôi ôi ôi. Nè nè, mày ngon thì mày bắt được tao đi, mày muốn nói gì thì mày nói, ok bro. Bắt cái gì? Trượt ván à? Lấy cái máy nó của mày luôn. Ủa nhanh quá, tốc độ nhanh quá. Ui, bảy bảy coi mới được. Vô, vô, vô. Trời ơi, chạy tốc độ siêu nhanh luôn kìa các bạn ơi. Billy McGee không dí kịp luôn. Đâu rồi? Mày đâu? Con này, đâu rồi? Trời ơi, dí không kịp luôn. Tao không bắt được mày thì tao sẽ giết bọn kia trước. Mọi người ra nhà đi, mọi người ra nhà đi. Mọi người ra nhà. Dưới đây à. Thằng kia, tao cho mày biết thì đừng đụng tới những người trong làng của tao, ok bro? Trước khi tao trở thành Việt Nam bị ghen, tao nghĩ mày là nên dừng lại đi, ok? Lọt xuống nước là còn muốn gì nữa? Bây giờ tao sẽ không kêu mày bằng mình đâu nữa, thằng chó. Bây giờ mày muốn gì? Ôi, trời ơi. Trước khi mày giết được cái lũ bên kia, mày vượt qua xe của tao nghe chưa? Cái thằng kia bây giờ là bờ rô của tao, ok? Mày cũng là cũng như bọn nó cũng yếu xèo đó. Bước qua cái mộp chứ chỉ có... Đâu? Chị tới gì vậy? Trời ơi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nhanh thôi. Hãy sức mạnh đi, chị hip hop ơi. Tao nói cho mày nghe, không những tao có thể chạy nhanh mà tao có thể lướt như những con sóng trên mặt nước, mày hiểu chưa? Ok. Mày từ từ đi, tao sẽ cho mày thấy thế nào là lễ độ. Tao cũng chỉ có chạy thôi. Ok ok, tao không những chạy mà tao còn nhanh như một tia chớp. Bây giờ mày quyết định đi, bây giờ mày có đầu hàng không? Đầu hàng trước khi mà tao tức giận lên tao đấm mày, mày nói đi. Giết mày trước mày. Bây giờ mày làm sao? Ủa làm sao? Bây giờ đi ra chỗ chống mà tao với
mấy đứa con chị nhảy hip hop mà chị chờ nó luôn nè. Bây giờ mày muốn làm sao? Tao sẽ giết được mày thôi. Rồi thì bây giờ mày coi nè. Đỉnh cao thật sự. Ui giời ơi. Bây giờ thì tao sẽ cho mày tuyệt chiêu cuối, tao cho mày banh xác với cái dáng của tao như là cái thằng kia hồi nãy. Ngon làm cái mày. Ui ơi. Mày quay à. Mày muốn gì? Chúng chưa bắn trượt, chị đưa nó lên trời luôn vậy. Chị bay nó đưa nó theo luôn đi chị ơi. Đúng rồi, nắm lên trời luôn. Mày vô bắn trượt. Ê, bà đòi coi, cho chị bay lên, bay lên đi. Bay lên luôn chị. Bay lên chạy luôn chị. Ui nó chết rồi. Nó chết rồi chị ơi. Ào. Trời ơi, đúng đỉnh cao luôn chứ. Hay quá chị ơi. Quá chị ơi. Ok, được rồi mấy đứa. Bây giờ thì thằng đó đã chết rồi. Và bây giờ thì chúng ta vẫn là các bro của nhau. Đúng rồi. Tại vì em biết không nghĩ làm sao mà nó làm sao mà nó biết được. Chị thì rất là hình dạng, rất là con gái. Nhưng mà tính của chị thì khá là con trai. Bây giờ thằng nào mà đụng vô chị là chị quất liền. Đi làm mà hip hop đi, đi chơi hip hop đi. Ủa giang hồ là sao? Hả? Giang hồ đó chính là Toxy Biggie đó chị biết không? Toxy Biggie, để chị nhớ coi. À, trong gia tộc Huggy Wuggy. À, biết rồi. Thằng đó là thằng người yêu mới của bà, tên là Kissy Mixy. Bà cũng là... bà đó thì là người yêu cũ của ông gì ta? Ông gì mà bồ của bà Na Quy Bất Bi gì đó. Ừ, đúng rồi. Mocky Nessie. Trời ơi, mọi thứ ở thế giới này gia tộc có kiểu quy hoàng lắm các bạn ơi. Thôi, mà video này đến đây được rồi. Tổng thống mới các bạn thấy như thế nào? Có đẳng cấp không? Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye.